Sếp ơi. Cha. Cái gì vậy? Diệu Phương. Đỡ tôi cái. Sao vậy? Bị cái gì vậy? Em không biết sao mà dạo gần đây á, em ăn không được. Rồi ngủ cũng không được luôn. Mà trong người nó cứ khó chịu, nó bần thần nó. Ôi. Trời ơi, đẹp không? Nhiều khi đang đi là nó say sẩm là em mất thăng bằng vậy đó sếp. Em cũng không biết em bị gì nữa. Cho nên là em tính là chiều nay là xin sếp là cho em nghỉ một bữa được không sếp? Mệt lắm hả? Thôi nghỉ. Deadline giờ là sao? Nha. Đúng rồi sếp. Thú gì đây? Đi search Google thử coi. Cái gì vậy? Mô! Cái gì vậy cái thằng này? Trời ơi sếp ơi! Hai đứa này nó làm sao vậy ta? Mày ơi! Cái gì? Quốc trầm cảm! Rồi sao? Trời, có khi nào chiều nay nó xịt về là nó đi khám không anh? Ồ, dám lắm nha. Em bây giờ em muốn cái gì anh chiều em cái đó luôn. Bây giờ là em cứ thoải mái ăn uống no say, tẩm bổ thuốc thang, ở nhà đọc sách, công việc của em nghỉ luôn cũng được. Cái gì vậy anh? Ê. Anh ơi, tại sao tự nhiên anh tặng em 100 quyển sách, sao anh đuổi việc em anh ơi? Anh ơi, nghỉ anh trả lương. Từ nghỉ anh trả lương nha. À, nghỉ có lương. Sếp muốn em ở nhà tịnh dưỡng. Từ nghỉ trả lương nha, còn cái công việc của em đừng lo lắng gì hết. Công việc của em. Sếp muốn em người khác mà. Em làm hết giùm. Em làm hết giùm luôn nha. La 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 la. Có nhiều thứ luôn trên đời tuy không mong xảy ra. La 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 la. Nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.